thầy bảo về nhà thăm nhà mà lại ngồi ngoài sân ấy, thì mình cũng thấy cái cảnh thương, nên mình không biết mình người ta nhìn mình thế nào, nhưng mà mình thấy nhìn thầy ấy thì lại thấy thương thầy. Về đến nhà nhưng lại không được vô nhà, mọi người ngoài đấy thì ăn uống rồi nhìn vô thôi, nhìn cảnh đúng là thương thật. À vâng, thì ý là con nói thì tất nhiên là người tu hành phải giữ giới rồi, tại mình đi tu rồi đi ra cắt ái rồi mà đâu có được vào nhà, nhưng mà ý là con theo cái ngước nhìn của mình ấy, mình nhìn thấy thì mình thấy thương, tại sao mà đi tu hành lại khổ đến vậy, rồi về nhà có nhà mà không được vào ngồi ngoài sân ngoài đường, sân như thế ngoài đường như thế nhìn vô ấy. Thì bởi vậy người ta nhìn vào thấy tội thôi, là thương.